Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Ngô Thế Chanh nuôi vịt an toàn sinh học cho thu lãi trên 1 tỷ đồng một tháng. Thầy Vũ Trọng Uy, trường tiểu học Yên Phú có nhiều sáng tạo trong dạy học. Hệ thống thủy lợi xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 11 tháng 1, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tổng kết đề án số 03 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai các văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả ngành kiểm tra Đảng các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nói cách khác là bảo vệ Đảng, vì vậy năm 2020, ngành tập trung vào kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng, công tác thu chi ngân sách, quản lý đất đai, việc thực hiện kế hoạch số 93A và nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 để góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, tạo được lòng tin trong nhân dân. Kết quả kiểm tra giám sát phải được công khai để mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng lấy đó làm bài học cho mình, không để xảy ra sai phạm, tăng cường tham mưu cho cấp ủy cung cấp kiểm tra giám sát. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng phải vững vàng về chính trị, công minh, chính xác kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Trần Quốc Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngày 11 tháng 1, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là đại hội điểm của khối các cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện Kim Động. Tới dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng là đơn vị chuyên khoa hạng 2 tuyến tỉnh về lĩnh vực sản, phụ khoa và nhi khoa, đồng thời là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện áp dụng khoa học công nghệ vào khám và điều trị bệnh, điều hành quản lý bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, giảm ngày nằm điều trị, hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến. Phấn đấu 100% đảng viên đều có phần việc cụ thể, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy khóa 2, nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Bệnh viện, được đại hội bầu là Bí thư Đảng ủy Bệnh viện khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%. Chiều ngày 11 tháng 1, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và trẻ em tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của huyện Kim Động, thăm tặng quà Tết các cháu tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu với tổng số tiền 20 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo chúc các cháu tại trung tâm luôn phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt, đón xuân mới Canh Tí vui vẻ, đầm ấm. Ngày 10 tháng 1, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tổ chức chương trình tặng quà Tết yêu thương cho người có hoàn cảnh khó khăn ở ba xã Thù Sĩ, Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và nhóm từ thiện đã trao 350 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo, một thùng mì ăn liền và 500.000 đồng tặng nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó xã Thiện Phiến là 150 suất, xã Thủ Sĩ và xã Liên Phương mỗi xã 100 suất. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với những nạn nhân chất độc da cam, người nghèo tại địa phương, động viên các đối tượng phấn khởi vui Tết đón xuân. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi thăm và tặng quà Tết ông Nguyễn Văn Cậy, 91 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa phường Lê Lợi, bà Vũ Thị Thanh, 96 tuổi, lão thành cách mạng và ông Ngô Thanh Yên, thương binh ở khu phố Chùa Chuông, phường Hiến Nam. Ông Nguyễn Cả, 87 tuổi, là bố liệt sĩ và bà Đoàn Thị Ngân, 100 tuổi, ở khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, động viên và chúc các gia đình đón Tết Canh Tí đầm ấm, hạnh phúc. Được biết, ngoài chuyển trên 5.800 suất quà của tỉnh tặng người có công, người cao tuổi và hộ nghèo, thành phố cũng trích ngân sách gần 100 triệu đồng, tặng 78 suất quà cho người có công, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, trích từ quỹ vì người nghèo và vận động xã hội hóa, hỗ trợ 518 hộ nghèo, mỗi hộ 200.000 đồng ăn Tết. Sáng ngày 11 tháng 1, huyện Văn Giang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tặng 450 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà có trị giá từ 500.000 đến 700.000 đồng, nhằm động viên các gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua bệnh tật khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cùng đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội tổ chức khánh thành mái ấm đồng đội cho ông Nghiêm Xuân Tảo ở thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Ông Nghiêm Xuân Tảo là thương binh hạng 494, bị nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng ông Tảo sinh được 4 người con, trong đó 2 người con cùng bị nhiễm chất độc da cam. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ông Tảo được đồng đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với nguồn vốn của gia đình xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang, ổn định cuộc sống. Được biết, đây là mái ấm thứ tư tại huyện Ân Thi, được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng. Khối thi đua, các đơn vị tổ chức xã hội nghề nghiệp vừa tổng kết công tác thi đua khối và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, 13 đơn vị trong khối đã chủ động xây dựng chương trình hành động với nội dung thi đua thiết thực, phù hợp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt được các đơn vị, cá nhân áp dụng. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời. Hội khuyến học tỉnh đã được suy tôn là đơn vị trưởng khối thi đua các đơn vị tổ chức xã hội nghề nghiệp trong năm 2020. Ngày 8 tháng 1, Chi cục Thú y tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản vụ xuân hè. Năm 2019, Chi cục Thú y tỉnh đã chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến tháng 11, toàn tỉnh đã công bố hết dịch. Hoạt động giết mổ động vật, sản phẩm động vật, quản lý hành nghề thú y được kiểm soát tốt. Tại hội nghị, Chi cục Thú y tỉnh triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản vụ xuân hè. Theo kế hoạch, việc tiêm phòng chính vụ xuân hè được tổ chức từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, thực hiện phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở tất cả các khu vực từ chăn nuôi tới giết mổ và nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Đầu năm 2019, ông Ngô Thế Chanh ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đầu tư xây dựng và chăn nuôi vịt theo mô hình an toàn sinh học và đã có doanh thu hàng chục tỷ đồng. Đây là một mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tức là đã sử dụng được phế phẩm đầu ra của quá trình chăn nuôi thành phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường. Cách đây 20 năm, gia đình ông Chanh đã từng nuôi vịt theo phương thức truyền thống, tuy vậy hiệu quả kinh tế không cao. Qua nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu cách thức chăn nuôi mới, đầu năm 2019, ông quyết định xây dựng trang trại chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học với diện tích trên 3.000 m2, tổng chi phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là ông Chanh đã đưa giống vịt mới Grimo của Pháp
vào nuôi có hiệu quả rõ rệt. Tôi đã chăn con vịt truyền thống cách đây là và mô hình chuồng trại là cách đây 25. Cái mùa hè của miền Bắc mình ấy, là mất mấy tháng là cái mùa nắng nhiệt độ nó rất là cao. Cho nên là khi mà con vịt thả bên ngoài vừa ô nhiễm môi trường này và nó bị tác động của cái nhiệt độ, con vịt không đẻ được. Trang trại nuôi được xây dựng khá tỉ mỉ, nuôi khô 100%, hệ thống cho ăn và máng hoàn toàn tự động, chuồng trại luôn được theo dõi và điều chỉnh ở nhiệt độ phù hợp. Đàn vịt được phân loại và nhốt theo độ tuổi để dễ quản lý. Nên chuồng là đệm lót sinh học, trung bình 6 đến 7 tháng lại thay đệm lót một lần. Cái đặc điểm của cái chuồng sinh học này ấy, thì con vịt ít nhiễm bệnh. Đấy. Cái tỷ lệ đẻ là nó đồng đều, nó không bị ảnh hưởng đến cái thời tiết. Đấy. Thì với cái mô hình như thế này thì lúc ban đầu thì bỏ ra thì xây dựng chuồng trại thì chi phí là tương đối mà tốn một chút, nhưng mà nó thu lại được là cái diện tích là hẹp cũng nuôi được nhiều. Đấy. Và sẽ đảm bảo được cái mật độ nuôi. Đấy. Không bị ảnh hưởng cái môi trường ra bên ngoài. Hiện trang trại của ông Tranh có trên 16.000 con vịt đẻ trứng và vịt hậu bị, 8 máy ấp trứng, bình quân một tháng xuất bán 12 vạn vịt giống với giá bán từ 20 đến 30.000 đồng một con, xuất đi hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam. Theo ông Tranh cho biết, vịt giống Pháp có nhiều ưu điểm so với con vịt bà con nông dân vẫn nuôi, đó là thời gian xuất chuồng ngắn, trọng lượng lớn, đẻ sai, ấp nở dễ, đặc biệt chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giúp vịt ít bị dịch bệnh. Từ lượng phân thải ra của vịt được gia đình rắc chế phẩm, tạo ra nguyên liệu, làm phân bán với giá 3.000 đồng kg. Với quy mô này, mỗi tháng gia đình thu lãi trên 1 tỷ đồng. Đây được đánh giá là mô hình nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học đầu tiên và quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện Kim Động. Những ngày này, người dân xã Đông Kết, huyện Khoai Châu đang tập trung thu hoạch lá dong phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hiện toàn xã trồng khoảng 50 hectare cây lá dong, tập trung chủ yếu ở thôn Lạc Thủy. Nhiều hộ trồng lá dong với diện tích lớn trên một mẫu như gia đình ông Ngô Trọng Lạng, Ngô Trọng Giang, Đỗ Khắc Kiểm. Theo bà con ở đây cho biết, trồng lá dong không mất quá nhiều công sức, tuy nhiên đòi hỏi người trồng phải thường xuyên dọn sạch lá gốc cho cây ra nhiều mầm, lá xanh to, đẹp và đều. Cây dong cho thu hoạch lá quanh năm và cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với một số cây dong màu khác. Thời điểm này, nhu cầu của thị trường về lá dong lớn nên giá bán cũng cao hơn ngày thường, trung bình từ 30 đến 100.000 đồng một trăm lá, tùy từng loại lá. Lá dong tại đây không chỉ được cung cấp cho thị trường trong tỉnh, mà còn được các thương lái ở các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương cũng sang tận nơi thu mua. Hiện bình quân một sào trừ chi phí, người dân thu lãi khoảng 10 triệu đồng. Từ nhiều năm nay, thầy cô trường mầm non Phú Thịnh, huyện Kim Động thực hiện trồng rau sạch cung cấp vào bữa ăn cho các cháu tại trường. Mùa nào rau đấy, đó là phương châm của thầy cô trường mầm non Phú Thịnh. Trường dành riêng diện tích trên 360m² để trồng rau và chuối ở xung quanh. Vườn rau của trường mầm non Phú Thịnh có đủ các loại rau như cải xanh, cải bắp, thì là, su hào, xà lách, cà chua. Đây là thành quả của công sức, bàn tay lao động, chăm sóc tận tình của cô và trò nhà trường trong những giờ ra chơi, lúc rảnh rỗi. Mô hình này cũng đã cấp rau vào bữa ăn chính cho hơn 300 cháu ăn bán trú tại trường. Không chỉ có phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mô hình vườn rau sạch của bé còn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho các bé từ nguồn rau, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là một giáo viên năng nổ, hết lòng vì học sinh, có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ trong dạy học, thầy giáo Vũ Trọng Uy, trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ, luôn được học sinh và đồng nghiệp kính trọng, được cấp trên đánh giá cao. Chưa từng được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tin học, nhưng thầy Vũ Trọng Uy đã tự tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng các phần mềm phục vụ dạy và học. Từ năm 2009 đến nay, ngoài việc thiết kế các bài giảng điện tử, thầy Uy đã xây dựng hàng chục phần mềm ứng dụng dạy học. Trong đó nổi bật nhất là phần mềm hỗ trợ dạy và học môn lịch sử lớp 5, đoạt giải nhì, giải thưởng cao nhất trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2016 và là một trong 70 giải pháp xuất sắc nhất toàn quốc của hội thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016, được đề cử ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Trong cái giai đoạn giáo dục hiện nay thì áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nó rất quan trọng, do vậy mình đã cố gắng tự học và làm các cái phần mềm về dạy học. Bước đầu thì là cũng rất nhiều khó khăn, sau đó tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp, học hỏi các cái bạn mà người ta được học đào tạo tin học thì họ giúp đỡ.
20 năm gắn bó với học sinh bậc tiểu học, cần sự quan tâm sát sao tỉ mỉ. Thầy Uy luôn ý thức mình cần phải luôn có tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tụy với công việc và yêu thương học sinh như con em ruột của mình. Bởi vậy, những lớp học do thầy chủ nhiệm luôn là những tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập rèn luyện của nhà trường. Thầy rất chu đáo với mọi người, rất tình cảm, chân thành, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho thầy và trò nhà trường nói riêng học tập. Với những đóng góp trong giảng dạy, thầy Uy không chỉ được học sinh đồng nghiệp tin yêu mà còn luôn được cấp trên khen thưởng và đánh giá cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường quản lý kinh doanh viễn thông, đoàn thanh tra liên ngành gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên vừa tiến hành thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông di động trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã tiến hành thanh tra 19 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông di động của 5 nhà mạng, 20 doanh nghiệp và 15 cá nhân hiện đang sử dụng có lượng thuê bao lớn. Các đơn vị cơ bản đủ điều kiện về kinh doanh viễn thông di động, tuy nhiên vẫn còn tình trạng điểm cung cấp dịch vụ chưa phải là đại diện chính thức của nhà mạng. Hiện tại hai nhà mạng Vietnam Mobile và Gtel không có văn phòng tại Hưng Yên. Việc liên lạc kiểm tra các cá nhân sử dụng dịch vụ không đạt yêu cầu theo quy định. Đoàn thanh tra liên ngành đã yêu cầu hai đơn vị tạm khóa một chiều hoặc hai chiều đối với các thuê bao không minh bạch và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông. Theo phản ánh của một số hộ dân hiện nay, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đang xây dựng bãi tập kết rác thải tạm thời gần khu dân cư của xã Bắc Sơn, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Mặc dù người dân xã Bắc Sơn đã kiến nghị với chính quyền, nhưng bãi rác vẫn tiến hành xây dựng. Trước thông tin này, nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Đây là điểm tập kết rác thải tạm thời đang được tiến hành xây dựng tại thôn Đồng Bái, xã Phù Ủng. Theo quan sát của phóng viên, thì điểm tập kết này cách xa khu dân cư thôn Đồng Bái và xã Phù Ủng khoảng 1 km, nhưng chỉ cách 10 hộ dân của xã Bắc Sơn khoảng hơn 100 mét. Nếu điểm tập kết rác được hình thành đi vào hoạt động, thì việc gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 10 hộ dân xã Bắc Sơn nêu trên là khó có thể tránh khỏi. Ông Trần Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng cho biết, đây là điểm đã được xã quy hoạch từ năm 2013. Căn cứ vào tình thực tế thì chỉ còn cái khu này là cái khu mà là đất công ích để xây dựng bãi rác, đã làm các cái tờ trình và các cái hồ sơ từ năm 2013. Việc xây bãi tập kết rác tạm thời của xã Phù Ủng tại địa điểm này là không hợp lý, cho dù đã nằm trong quy hoạch. Bởi ngoài việc gây ảnh hưởng đến môi trường sống của 10 hộ dân xã Bắc Sơn, thì hiện nay điểm tập kết này chưa có đường để vận chuyển rác thải ra vào. Do không có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nên đến nay hầu hết hệ thống thủy lợi qua địa bàn thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn hiện đã trở thành kênh chết bởi mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nước luôn trong tình trạng đặc quánh, đen sì và bốc mùi hôi thối. Theo phản ánh của nhân dân, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do các hộ chăn nuôi trong khu dân cư đã xả thẳng chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý, xác vật nuôi ra kênh mương, làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, sản xuất của nhân dân. Hiện đã đến thời điểm đổ ải để phục vụ gieo cấy lúa đông xuân, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc giải quyết tình trạng ô nhiễm trên và xử lý nghiêm các hộ cố tình xả thải chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, tránh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.